Đại ca. Cắn mày. Bỏ bị hút. Không được. Thôi để tạm thời đi lát nó tính tiếp. Mà anh tính làm gì anh hả? Bảo quản. Thì bảo quản thì bỏ con ngăn mát thôi. Mát gì mát? Mát gì đâu, thấy cũng là ngăn mát này đó. Ngăn mát. Chỉ có này là an toàn nhất, tại vì mỗi ngày là chuối tôi chia làm 4. Cạp lại một lần hết một trái luôn rồi. Thôi mình ăn dễ nó hao tốn đó. Nhà tôi là dạng là tiết kiệm gọi là mức độ tối đa, không thể ai tiết kiệm được hết. Xăng lên giá rồi anh tiết kiệm thì tốt thôi. Ông đợi tôi xíu nha. Anh đi đâu? Đi công việc tí thôi. Nhanh lắm. Chừng cỡ 30 phút bây giờ tới à. Nhanh lắm. Anh đi đâu á? Hả? Đi đâu á? Tôi đi ra kia để thuê người hút chân không. Trời đất ơi, sao anh không đặt là mua không luôn tôi đi? Mua nhưng mà tại cái nhà thằng đó nó có là tôi mượn, tôi ra tôi ịnh cái chứ mà thuê gì mà thuê. Anh hay làm thì cái anh mua luôn một cái máy hút chân không về anh làm luôn đi. Ở trên mạng á, tôi nói trên mạng mình một cái quy trình mua đồ trên mạng không phải đưa ông giảng nghĩ. Ngồi xuống tôi nói nghe nè. Ồ, chế chuối nó hư luôn, mất luôn chế chuối luôn bây giờ. Không sao, mất được sao, mất dễ mất được. Ông mua đồ trên mạng đúng không? Trước tiên á là ông phải tốn tiền điện thoại. Đặt trên mạng thì mình đặt trên mạng là ông phải điện người ta đúng không? Bây giờ đặt trên Shopee đồ đâu, anh đặt hàng là được rồi. Shopee là một người phải là thâm hiểu về vấn đề mà gọi là internet. Người ta thâm hiểu chứ tôi đâu biết cái gì về vấn đề, tôi chỉ nhìn thấy số điện thoại của người đó bán là tôi điện thì trực tiếp thôi. Rồi là tốn tiền điện thoại rồi. Mà trong khi quá trình mà ông điện người ta, nhiều khi người ta rảnh thì người ta nghe máy ông nói. Còn người ta không rảnh á thì người ta lắc xíu nữa người ta gọi lại mình. Trong khi đó là mình, nếu mà mình không nghe điện thoại lắc mình gọi lại người ta. Tính ra mình tốn tiền không? Tốn tiền. Trong khi đó quá trình người ta đụng vô một ví dụ như là một người mà gọi là bán hàng đó mà người ta có liên danh với tổng đài. Người ta sẽ hỏi mình dài dòng. Đúng không? Đúng rồi. Người ta phải liên danh, ví dụ như ông cứ nói chuyện với người đó hơi nhiều tí đi. Tôi chia cho ông bao nhiêu phần trăm đó. Thì đó tính ra là mình vừa tốn đó mà lại người ta lại có lợi. Mà trong khi đó mình lại bỏ tiền ra mình mua về. Mua về rồi anh mất tiền ship nữa. Tiền ship trong quá trình, tiền ship không nói. Tiền ship là thằng đó đem về tới mình không nói. Nhưng mà trong quá trình cái thằng tiền ship mà nó lỡ mà nó lại liên danh tới tổng đài nữa là mình chết nữa. Nó nhá máy mình thôi, mình buộc mình cần mình lấy mà. Buộc phải điện lại. Nhưng mà quá trình nó điện lại nó hỏi đường vòng lại mình tốn tiền nữa. Đó thành thử là bây giờ là tôi đi mượn nhá chắc cú. Hiểu không? Bây giờ nha, em có cách nào hút chân không tại nhà. Đơn giản thôi. Không cần phải mua. Cái này là hút chân không tại nhà dành cho sử dụng nhỏ lẻ giống như anh á. Anh muốn hút chân không một cái gì đó thì anh sử dụng, anh không cần phải mua. Thì đúng mà mình phải mua, mình để cho tại nhà hút chứ đâu. Mình không cần phải mua luôn. Nghĩa là có sẵn luôn. Đâu có sẵn. Có sẵn ở nhà mình luôn. Và em sẽ chia sẻ cho anh với đại gia đình, chị em phụ nữ ai thích bảo quản đồ kiểu hoặc là hút chân không á, một cách hút chân không đơn giản nhất, không cần cái gì màu mè, không cần một thứ gì màu mè hết, cầu kỳ hết á, đơn giản thôi. Như rau rồi mình bỏ vô bịch mà hút được luôn, có nào không hút được hết á. Được hả? Được. Hút sao? Rồi, anh kiếm cho em một thau nước đi, một xô nước đi. Em thiết kế cho anh cái đồ hút chân không. Nhà tôi không có lúc nào có xô đó. Rồi ok, để em thiết kế cho. Cái này mọi người xem, mọi người áp dụng được thì mọi người áp dụng nha, không thì hãy xem cho vui nha. Với lại cái dòng hút chân không á, mọi người muốn bảo quản đồ ăn hút chân không thì mọi người nên mua ba cái bọc kiểu này nó hay hơn. Một rút cái này nè. Ba cái chỗ bán bao bì chỗ nào cũng có bán hết. Mọi người yên tâm. Kéo gắt á. Rồi ok, bây giờ anh hút chân không đúng không? Đúng. Anh sẽ cho cái này xuống nước. Anh cho lưng lưng tới đây thôi nè. Tưởng đâu cũng đẩy xuống nước ngập sao. Anh cứ cho xuống nước. Cho xuống không? Cho xuống. Nó không chìm sao? Cái gì? Nó không chìm. Anh chìm, anh kéo cho nó chìm. Được không? Được. Đó. Kéo xuống nước. Kéo xuống nước, cứ kéo xuống nước. Kéo xuống nước. Được chưa? Rồi anh canh vừa cái mức của anh rồi anh vút lên anh đè xuống. Vút hơi lên đè xuống. Khúc được không? Được chưa? Rồi. Điều. Cái này anh gọi là cái gì? Hút chân không nhưng mà nó không được ấy. Rồi tiếp anh làm tiếp cái này. Nó không được khít gà hay là bị hở ta? Bị hở. Rồi anh cứ nhét vô tiếp. Rồi nhét vô. Kéo xuống. Kéo xuống. Rồi anh không vút nữa, anh vút cho cái hơi lên. Hơi lên đó. Tại vì anh biết cái dòng nước khi mà anh bỏ gì xuống nước là tự nhiên là nó sẽ đẩy lên. Ép sát vô. Ủa cái này nó rút chưa? Rút rồi. Nãy cái bên này tôi nghe tắc mà bên này chưa mà. Rồi ok rồi đó. Cái này gọi là cái gì? Hút chân không. Hút chân không. Cái này gọi là hút chân không chứ là hút cái gì nữa? Hút chân không. Anh đang hút chân không nè. Đủ vậy thôi chứ cần chi mua ta. Mà cái này hình như bị hở nè. Bị hở anh làm lại. Nó chưa vô mà. Anh chưa vô khớp thì anh lại làm lại. Cầm vuốt qua mới được nè. Rồi anh làm lại cho mọi người coi. Cái đó này cũng hở luôn á. Rồi anh cho vô.
bỏ cho nó xếp. Xếp bằng bằng lên rồi. Anh đẩy xuống nước. Anh tự rút lại nè. Tự rút lại nè. Tại vì anh càng xuống nước sâu thì áp suất nó càng lớn, áp suất càng lớn thì càng đẩy không khí lên thì anh càng hít nó dễ thôi. Đó là cái quy luật là như vậy rồi. Rút nghe rắc nó mới vô chứ nãy nó chưa vô mà. Đó là chân không 900. Cái này gọi là hút chân không rồi đó. Gọi là gì? Hút chân không chứ là cái gì nữa? Cái này nó chưa vô nè, làm lại cái này nè. Cái này chưa vô đúng không? Do anh làm sai khác. Rồi. Anh cứ đẩy nhiệt tình xuống. Đó nó gọi là hút chân không đó. Đó đang hút chân không nè mọi người thấy không? Đó hút chân không nè. Ok, nè. Rồi. Anh xuống lại. Rồi. Em xuống rồi. Em xuống. Mình không cần phải lực nước nó đã ép rồi. Quan trọng là mình canh cái này cho nó vô khớp rồi. Vô không trời? Không vô luôn. Không vô này, không vô. Để tôi kéo coi. Không vô luôn. Không vô. Vô chưa ta? Vô rồi. Rồi. Cái này anh gọi là gì? Hút chính không. Hút chân không chứ là cái gì nữa? Phải không? Hút chân không là cái gì nữa? Vậy nó giữ dính luôn á. Giữ dính luôn nè. Vậy thôi cần chi mua máy trời tốn tiền vậy? Đúng rồi, anh xài ở nhà, anh xài nhỏ lẻ, anh bảo quản đồ ăn của nhà anh. Với hai anh quản bảo quản những cái đồ lặt vặt giống như người ta cho anh cái này, ta cho anh cái kia, anh muốn bảo quản thì anh bảo nhỏ lẻ thì anh muốn này, anh xài này ok hơn. À. Chứ anh phải anh bán hàng online đâu, nếu anh bán hàng online thì anh phải anh mua cái máy về cho nó nhanh hơn. Này anh chỉ làm tại nhà thôi mà. Đồ. Làm hộ gia đình thì như vậy là quá ok rồi. Vậy được rồi, để tôi đem đi cắt bảo quản. Hả? Đi bảo quản. Bảo quản hả? Bảo quản cắt. Đó ok nha, em chia sẻ mọi người nha. Đây là cách đơn giản giúp mọi người hút chân không đơn giản nha. Mọi người còn có ý kiến nào bình luận với nha. Hẹn gặp lại trong tất cả clip sau. Ơi, chào đại dịch nó quay trở lại với anh em bọn tôi. Ngày hôm nay anh em tôi rất là vui sau một thời gian bán cái sản phẩm dung dịch ngậm đau răng e-book chân răng viêm nú xương lợi. Rất là vui khi đại gia đình đã xài và sử dụng và phản hồi về sản rất phẩm. Là okay luôn. Rất là ok. Và ngày hôm nay anh em tôi có mở bán lại dung dịch này với giá 200.000 và bao ship trên toàn quốc. Mấy anh em nào hiện đang bị đau răng, ê bút chân răng, uống nước đá hoặc là ăn đồ nóng bị ê hết hàm răng, có thể ngậm từ 3 đến 4 hôm là nó sẽ hết. Còn mấy chị em nào đang bị đau răng hoặc là viêm nú xương lợi, có thể ngậm từ 2 đến 3 ngày là cái lợi chúng ta sẽ hết đau và có thể ăn uống bình thường. Và hiện tại anh em tôi đang mở bán với giá 200.000 bao ship. Đại gia đình ai có nhu cầu có thể liên hệ số trên màn hình hoặc có thể bình luận để lại số ở dưới, sẽ có nhân viên chúng tôi tư vấn tận tình cho mọi người. Sẵn đây anh em tôi cũng có mở bán và mời đại lý cho mấy anh em nào hiện đang bán hàng online có thể kiếm thêm một nguồn thu nhập tại nhà. Buôn bán rất là dễ, chỉ cần đại gia đình ai đang bán hàng online biết giao hàng tiết kiệm, chỉ cần tạo một cái app giao hàng tiết kiệm và để kho lấy hàng tại chỗ anh em của tôi, anh em tôi sẽ đóng gói hết cho mọi người. Một nhiệm vụ của mọi người là chỉ cần đi kiếm đơn hàng về thôi. Đây cũng là xin nói thêm nè, không phải là những người mà đặt trường hợp như ví dụ như là bị đau nhức răng hay e-book răng mà sử dụng mới được. Còn này là những người mà ví dụ không bị e-book mà không bị đau nhức răng luôn cũng có thể ngậm mỗi ngày một lần, là giúp cho mình ngừa về vấn đề về sâu răng và giúp cho răng mình chắc khỏe hơn, chứ không phải là mình bị mới ngậm được nha đại gia đình nè, không bị vẫn ngậm được. Okay. Rồi ok, hiện tại đại gia đình ai đang có nhu cầu, ai đang bị e-book chân răng, ai đang bị đau răng và ai đang bị viêm nú xương lợi ăn uống không được, có thể liên hệ ngay số trên màn hình và có thể bình luận ở dưới. Và những anh chị em nào đang có nhu cầu bán hàng online cũng có thể liên hệ ở dưới anh. Và chúc đại gia đình xem video vui vẻ nha.